Siêu thị Bảo Khánh xin được giới thiệu đến anh chị bộ bát miên dạng hoa sen bằng bát tràng cao cấp. Bộ bát này thì gồm có 10 chiếc, hiện tại đây em chỉ lấy 5 chiếc là mẫu thôi, nhưng mà mình cứ yên tâm là khi mình mua hàng mình sẽ nhận được đủ bộ 10 chiếc nhé. Bộ bát này nhà em thì được làm từ chất liệu đất cao cấp, tạo lên một cái màu trắng trong trông rất là bắt mắt như thế này ạ. Và những cái họa tiết hoa sen trên nền men dạng này được nhà em vẽ thủ công 100% bằng tay nhé, tạo cảm giác rất là mềm mại và tinh tế đúng không ạ? Và bộ sản phẩm này nha em đã được qua 2 lần thử lửa, được đun trong lò nhiệt độ cao là 1300 độ C, khử được hết những cái tạp chất độc hại và an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của người dùng. Quý khách cũng có thể sử dụng ở trong lò vi sóng vì chất liệu bát rất là cứng cáp và dày dặn. Độ dày của thành bát lên tới 1cm, quý khách có thể thấy đấy ạ. Và đáy bát được in logo bát tràng, quý khách có thể yên tâm sử dụng hàng cao cấp bát tràng nhé. Và màu men này thì rất là dễ lau chùi, quý khách có thể thấy rằng á, khi mà mình càng dùng thì màu men của nó sẽ càng sáng bóng hơn. Và với cái thiết kế hiện đại kết hợp với cái màu men đặc trưng như thế này đã tạo nên một bộ sản phẩm rất là sang trọng, lại vừa cổ điển, rất đậm chất Việt Nam. Quý khách hãy liên hệ ngay siêu thị Bảo Khánh để nhận được thêm thông tin chi tiết cũng như là giá ưu đãi của sản phẩm nhé.